Trung thu đã đến gần. Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên các địa phương không thể tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, vui hội trăng rằm như các năm trước. Tuy nhiên, để giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cảm nhận được không khí Trung thu, chiều ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã tổ chức trao quà cho các em. Những suất quà Trung thu nhỏ bé nhưng thấm tình nhân văn được lãnh đạo phường Khuê Trung mang đến tận nhà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Sự quan tâm, chia sẻ của địa phương đã mang đến cho các em sự ấm áp, yêu thương, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngày Tết Trung thu, chúng em lại được các cô, các chú quan tâm, tạo điều kiện. Chúng em luôn nhận được tình yêu vô bờ bến từ gia đình, sự quan tâm của xã hội. 110 suất quà này chúng tôi phát trực tiếp đến các em trên địa bàn. Ngoài ra những suất quà còn lại thì thông qua các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và ban công tác mặt trận sẽ có việc mà chuyển tải đến cho tận nhà cho các em, nhằm động viên các em để các em thấy rằng dù là hoàn cảnh dịch bệnh nhưng mà lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể cũng như các cô chú ở khu dân cư rất là quan tâm đến các em. Ngoài những suất quà được phường trao trực tiếp tại nhà cho một số em, địa phương cũng sẽ phân bổ quà về các ban điều hành khu dân cư để trao những suất còn lại, qua đó kịp thời động viên giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp.